đại gia phố cổ Hà Nội kết hôn với Hồ Ngọc Hà hồi năm 16 tuổi là ai? Hồ Ngọc Hà hiện đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã Kim Lý cùng ba nhóc tỳ đáng yêu Subel, Lisa, Leon. Thế nhưng ít ai biết, để có được cái kết đẹp như hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã trải qua một chặng đường tình duyên không mấy êm đềm, đặc biệt là cuộc hôn nhân hồi năm 16 tuổi của cô khiến nhiều người tò mò. Năm 16 tuổi, Hồ Ngọc Hà gây xôn xao với lễ cưới với một đại gia phố cổ Hà Nội. Theo đó, người chồng này của cô là đại gia Phạm Quang Hát, thường được gọi là Hát Quất, con trai thứ của một đại gia nhà đất làm ăn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không ai không kính nể. Ban đầu, Hồ Ngọc Hà một mực phủ nhận, nhưng cuối cùng, cô cũng phải thừa nhận với báo chí nhân vinh chính, năm đó cô đã bước sang tuổi 17. Nữ hoàng giải trí không bao giờ muốn nhắc tới người đàn ông này, chỉ sau bài báo Sự thật về đám cưới Hồ Ngọc Hà năm 16 tuổi, bài viết của Thượng tá Công an Gia Bảo, báo Công an Nhân dân. Theo chia sẻ của vị thượng tá này, đúng lúc tham gia đóng phim Hoa Cỏ Mày thì Hồ Ngọc Hà đã thôi học, cuộc hôn nhân gượng ép cũng tan vỡ. Bà Nga, sau những tháng ngày háo hức chờ đón cháu nội, chăm lo hết sức cho con dâu nhí, dần dần ngộ ra, đau đớn và buồn bã, bà phải tuyên bố không chấp nhận con dâu. Cùng lúc này thì đám bạn già của bà cũng nhảy vào và quyết liệt tham mưu. Chị phải vào nó viết giấy ghi rõ, tôi tự nguyện bỏ anh Hát, tôi không có ràng buộc gì với anh Hát về tài sản. Cực chẳng đã, Hồ Ngọc Hà đã phải cắn bút viết những dòng huyết lệ ngoài toàn tính. Bây giờ, Hát đã lấy vợ và có cuộc sống hạnh phúc với hai cô con gái cùng gia sản bố mẹ giao cho quản lý. Đây được xem như một dấu ấn trong cuộc đời Hà Hồ, bởi lúc đó cô đang lứa tuổi cập kê, thuở ban đầu. Người đàn ông này đã chiều Hà hầu hết mình, nhưng rồi tiếng sét ái tình không còn đủ sức giữ chân cô. Chia tay là sự giải thoát giữa hai con người đã hết yêu nhau. Hiện tại, Hồ Ngọc Hà dường như cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời khi công khai mối tình với Kim Lý vào tháng 11 năm 2017. Đến nay, cả hai vẫn giữ trọn vẹn những cảm xúc như thuở mới yêu. Có thể nói, chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ Cả Một Trời Thương Nhớ đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện riêng của mình. Hồ Ngọc Hà cho rằng cô lớn lên rồi nên đã khôn ra. Cô mong muốn xây dựng thêm nhiều hình ảnh khác tốt đẹp hơn, chứ không chỉ dừng lại là một nghệ sĩ đơn thuần. Nói về chuyện tình với Kim Lý, Hồ Ngọc Hà tiết lộ, tôi sẽ không vì một người mà giấu giếm. Vì tôi nghĩ tình yêu đâu phải là đi ăn cướp, ăn trộm mà phải giấu giếm. Tôi phải sống cho chính mình nữa. Tôi đã đi qua cái thời khắc đẹp nhất trong quãng đời tôi rồi. Khi tôi nhìn lại, tôi thấy mình sống với mọi người quá, nên tôi không được sống đúng với những gì tôi được tận hưởng. Thành ra tôi lại ân hận, tôi không giấu, nhưng cũng không khoe vì tôi muốn cho mọi người nghĩ rằng với Hồ Ngọc Hà, tất cả chỉ có tình yêu. Đồng thời, bà mẹ một con khẳng định, trên đời này có ai mà không thích được khen, nhưng không phải vì được khen, vì không bị dư luận phản đối mà tôi mới yêu anh ấy. Công chúng bây giờ tinh tế lắm. Nếu chúng tôi không yêu nhau thật, chỉ sắp lại nhau và diễn một vở kịch hạnh phúc thì mọi người sẽ biết ngay. Trong tình yêu, điều quan trọng là được sống thật với cảm xúc của mình. Khi tình yêu xuất phát từ sự chân thành, sẽ được mọi người ủng hộ, Hồ Ngọc Hà thừa nhận.